quý vị, ngày hôm nay là Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2017 và nhóm phóng viên của Đài Việt TV chúng tôi tại thành phố Houston, tiểu bang Texas đang có mặt tại nhà hàng Kim Sơn. Xin mời quý vị cùng tham dự vào buổi tiệc chay gây quỹ cho chùa Pháp Nhãn tọa lạc tại thành phố Austin. Và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận cho buổi tiệc chay gây quỹ ngày hôm nay. Tại chùa Pháp Nhãn của chúng ta thì có những cái sinh hoạt Phật sự như thế nào, cũng như là cơ duyên nào thầy về thành phố Houston, và xin mời thầy gieo duyên Phật pháp lại tất cả các quý đồng hương ở khắp các nơi trên thế giới thưa thầy. Lời nói đầu tiên xin gửi lời thăm hết tất cả quý vị, kính chúc quý vị luôn an lành. Chùa Pháp Nhãn thì thiên tai lúc khoảng đầu tháng 2 dương lịch, nhưng mà lúc đó thì thầy không có cơ hội để mà làm tiệc chay gây quỹ. Lý do là bằng như thầy ở trên đó không quen biết ai ở dưới Houston này. Vì lý do đó rồi quý Phật tử coi tin tức hình ảnh, coi quá trình đó, website, rồi coi email này kia đó, rồi cái quý vị Phật tử ở Houston phát tâm và mở tấm lòng từ để giúp thầy. Thì nhờ cái duyên lành đó hôm nay thầy có cái buổi tiệc chay gây quỹ này. Chùa của thầy á nó hơi xa ở vùng Austin chút, nhưng mà sinh hoạt á thì có lẽ là lễ lọc Vu Lan Phật Đản hay là khóa tu thì người Việt về nhiều. Còn hầu hết đó là 2 tuần, 3 tuần là người Mỹ, người Tây Ban Nha tới tu tập với thầy. Thì nhân đó là thầy tụng kinh tiếng Việt và thuần Việt, tiếng mẹ đẻ đó, rồi tiếng Anh và tiếng Nam Vạn là tiếng Bali. Chùa của thầy sinh hoạt thì ngày 20 tháng 8 này, Chủ nhật tuần tới này là lễ Vu Lan. Đồng thời cũng là xuất gia cho một chú Mỹ 23 tuổi. Chú phát cái tâm mà gặp cái thầy một năm rồi, chú phát cái tâm rất là lớn, chú trở thành người xuất sĩ để đi tu, trước hết là cho họ sẽ di, thì nhân duyên lành đã đến, đó là chú Pháp luôn. Xin mời cô Phổ Từ chia sẻ về chương trình tiệc chay gây quỹ cho chùa Pháp Nhãn. Xin thân chào Ái Hiền và chào thính giả trên đài Việt TV. Được khoảng 400 quan khách hôm nay, các nghệ sĩ được tham gia trong cái chương trình này là ca sĩ địa phương rất là từ lâu đã cùng đồng hành với Phổ Từ trong suốt 17 năm qua. Tất cả là do nhạc sĩ Võ Đức Phương bảo trợ, và cảm ơn nhà hàng Kim Sơn bảo trợ thực ẩm thực, và nhà anh Lãng Future Direct luôn luôn có cái tâm các cái buổi từ thiện. Phổ Từ cũng xin trân trọng cảm ơn quý đồng hương thương chùa mến đạo đã đến tiệc chay hôm nay rất là đông đảo và ấm cúng. Hạnh Minh là đệ tử của chùa Pháp Nhãn và rất cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ chùa Pháp Nhãn, và thầy chủ trì là thầy Trừng Sĩ. Nay bữa tiệc thấy rất là đông đảo, được quý đồng hương đến. Rất cảm ơn Việt TV đã phỏng vấn, và rất cảm ơn chị Phổ Từ là ban tổ chức rất là thuận thành và rất là dễ thương. Đã tự nguyện làm dùm giúp chùa Pháp Nhãn trong mấy tháng này, chị rất là năng nổ và giúp chùa rất là nhiều. Chúng con xin cầu nguyện tam bảo gia hộ cho chúng con thì lúc tăng ni hiện dự nơi đây, như quý Phật tử thần hương, quý vị ca sĩ chính thức, quý vị ca sĩ nơi đây, chúng con thành kính tri ân tất cả quý vị. Nam mô vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận về buổi tiệc chay gây quỹ ủng hộ chùa Pháp Nhãn tại thành phố Austin. Ái Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi, và Ái Hiền xin chúc cho quý vị có một ngày thật là hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Xin chào tạm biệt quý vị.